Thưa quý vị, hàng trăm người dân tại ấp 1 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang phải sống trong nỗi sợ hãi hoang mang trong nhiều ngày qua. Nguyên nhân là do tình trạng hàng loạt các căn nhà ven sông của những người dân nơi này bị sụt lún, nứt toác, thậm chí là đổ sập, khiến nhiều người dân bị mất trắng nhà cửa và tài sản. Sự an toàn tính mạng và tài sản của nhiều người dân nơi đây vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng khi hiện tượng sụt lún, sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại. Những căn nhà bị nứt toác, tường đổ sập, những vết nứt, sụt lún kéo dài cả chục mét. Nhiều căn nhà là tài sản lớn nhất của hàng chục hộ dân ở đây đã bị hư hỏng hoàn toàn. Hàng chục hộ dân ở đây bắt đầu nhận thấy dấu hiệu bất thường dưới nền nhà vào ngày 25-26 tháng 6. Đến đêm ngày mùng 3 tháng 7 thì những căn nhà này đột ngột sụt xuống hơn 1,5 mét trong đêm, khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy. Có 4 căn nhà bị sập, gần 20 căn khác bị nứt toác hoặc ảnh hưởng, thiệt hại ban đầu ước tính vài tỷ đồng. Bây giờ mới có đầu mưa thôi, khi mà mùa mưa mà già rồi nước nó lên rồi nước xuống là nó sẽ sụp lở. Hiện tại nền nhà của những hộ dân này vẫn tiếp tục sụt lún và chưa có dấu hiệu dừng lại. Về phía bờ sông, nền đất xuất hiện những vệt nứt xen kẽ, kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục người dân đang cố bám trụ sống trong những ngôi nhà này, bất chấp nguy hiểm khi chúng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hiện tại bây giờ nguyên nhân thì mình không xác định được, lý do là này nó nằm dưới lòng đất, mình không biết được. Cũng chờ các cơ quan chức năng khảo sát địa chất ở cái khu vực này mới biết cái dưới lòng đất nó có hiện tượng gì dưới mới biết cái nguyên nhân được. Nếu như mà quyên một cái mảng đất đó mà rơi xuống sông thì phải di dời các cái hộ này đến cái nơi ở mới để đảm bảo tài sản và tính mạng cho các hộ dân này. Theo người dân ở đây, nguyên nhân chính của tình trạng trên có thể là do hoạt động của các đối tượng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai đã làm sụt lún, sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Do trước đây khu vực này là điểm nóng về khai thác cát lậu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào về nguyên nhân vụ sạt lở.